Dạ xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh tiệm máy nổ Hoàng Dân. Hôm nay thì tiếp tục hàng về nữa các cô chú anh chị ơi. Đây, hôm nay về mười mấy con máy với sáu bộ vàng, có bộ vàng IS, IA, xin lỗi anh em, bộ vàng IA với mấy bộ IC. Đây máy này là F6 nha anh em. F6CE. Đây có máy chuỗi nè, F7 nè. Đây con này là chín nè. Hôm nay về cũng nhiều máy đẹp lắm anh em ơi. Trong đó có con R nữa. Con này là NF7. NF5 mini. Này F5 luôn em ơi, con này chuỗi. Con này màu xanh. Đây con đạt chín nữa nè. Rồi thôi bây giờ bắt đầu em xuống hàng nha anh em. Rồi em sẽ quay lại cho anh em xem. Rồi anh em ơi, nhớ giờ xuống máy xong hết trơn rồi mà mưa quá xá là mưa luôn anh em ơi. Đây con này con NF5 nha nè. Đây, em mẹ đi bắt kim luôn. Em này là NF9 anh em ơi, NFD9. Con này cũng mép kim luôn nha anh em. Em này là F7 nè anh em ơi. Đây, em này chuỗi. Con này là F7 chuỗi anh em ơi. Đây, em này là F5 chuỗi nè, con này đẹp nè anh em. Đó, hôm nay về em này quá đẹp luôn. Đó, ngoài đó em chín nữa. Em chín. Mấy con này bác kim hết nha anh em. Hai bác kim. Hai bác kim luôn nha anh em. Đây, con này cũng bác kim luôn. Con này là 7 luôn nha anh em.
Đây, bộ này là bộ vàng IA 70 anh em ơi. Máy là đầu máy NF7. Đây, em này mới hàng đẹp nữa nè. Cái này là bộ vàng ca nha anh em. Đầu máy là ga 85. Đây, con này là ga. Cái này là ga 85. Đầu máy là ca 700 anh em ơi. Xin lỗi anh em. Đầu máy ga 85. Vàng, bộ vàng là ca 700 nha anh em. Còn treo lơ lửng luôn nè, chưa xuống nữa nè, tại mưa quá anh em ơi. Đây, bộ này là bộ HS80. Đây, đầu máy HS80 nha anh em. Còn bộ vàng đó là bộ IHS 800. Đây, IHS 800. Đây, giống một em ER nữa anh em ơi. Con này là ER90 nha. Đây, còn rất là đẹp luôn. Hàng này là hàng mới về chưa gửi gái nha anh em. Đây, con này là máy chuỗi nè, 8 chuỗi nha anh em. Mới về luôn. Với một con F5. Rồi với mấy bộ vàng ngoài này nữa anh em ơi. Đẩy ra bớt cho nó trống. Đây, bộ này là bộ IA 70 nha anh em. Đầu máy đã 7 luôn. Đó, chưa rửa gáy gì hết. Đây nữa. Đây thêm một bộ IHS 800 nữa nè mày. Đầu máy nữa là HS 80 luôn. Bộ này là bộ IHS 85. Đầu máy là đầu máy này F9 nè mày. Đầu máy là F9. Xem bộ này bao nhiêu ra. Cái bộ này là 16 răng nha anh em. Cái bộ IH85 nó là 16 răng. Để em xem bộ này coi nó có nhiêu răng. Cái bộ này nó cũng 16 răng luôn nha anh em. Cái bộ mà IHS 800 nè, nó cũng 16 răng luôn. Số nó thì nó có 6 số nha anh em. Đây, với đây một bộ nữa anh em ơi. Đây một bộ IH85 nữa. Máy đầu máy là NF9 anh em ơi. Hôm nay thì về 6 bộ, tổng cộng là 6 bộ vàng sới. Rồi, anh em nào ưng ý bộ nào hay là con máy nào thì liên hệ tới số điện thoại bên góc trái màn hình giùm em nha. Đó, thì bên em sẽ tư vấn và báo giá cho anh em luôn. Địa chỉ cửa hàng chúng em thì nằm ở huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp nha anh em. Đó. Đó, cửa hàng em thì máy móc nhiều lắm. Hay là ở bên ngoài thôi. Đó, bên ngoài thì chắc mấy bộ vàng sới. Bên trong còn rất là nhiều nha anh em. Hôm nay về rất là nhiều bộ đẹp luôn. Đó, nó có đề chữ Kubota luôn nè anh em thấy không. Bộ này thì còn rất là êm luôn, còn rất là mới nha anh em.
Rồi xin chào tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em.